Hello đã quay trở lại rồi đây. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về những cái khái niệm ban đầu liên quan tới tín dụng. Các bài trước các bạn thấy tín dụng nó chính là đầu ra của cái hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tại vì không có tín dụng thì ngân hàng sẽ không biết làm sao để mà kiếm lời từ những cái đồng vốn thu thập được từ dân cư, từ nền kinh tế. Thì cái tín dụng nó cũng là cái hoạt động rất là truyền thống và đây cũng là một trong những hoạt động phức tạp nhất trong quá trình hoạt động của một ngân hàng. Tại vì tín dụng nó sẽ có rất là nhiều rủi ro cho nên là đây là một trong những hoạt động phức tạp nhất. Thì tín dụng là gì? Tín dụng là một mối quan hệ giữa người cho mượn và người mượn hay là hoặc là nó rõ hơn là người được mượn. Thì người cho mượn sẽ chuyển quyền sử dụng tài sản, vật phẩm hoặc tiền cho người được mượn trong một khoảng thời gian nhất định. Và người được mượn bên cạnh chuyện hoàn trả về mặt tài sản, về mặt vật phẩm hoặc tiền bạc thì cũng phải trả cho người cho mượn một cái mức lãi suất nhất định thì cái mức lãi suất có thể là có giá trị hoặc là có thể bằng không về mặt nguyên tắc thì luôn có lãi suất chẳng qua là lãi suất đó có một giá trị nhất định hay lãi suất đó bằng không mà thôi trong ngành tài chính và ngân hàng thì cái mối quan hệ giữa cái người cho mượn ở đây thì các bạn thấy người cho mượn nó sẽ là ngân hàng nè, nó sẽ là tổ chức tín dụng nè, nó sẽ là doanh nghiệp hoặc cá nhân. Trong trường hợp mà các bạn có những cái trường hợp đó, như là các bạn hay nghe về mặt fintech chúng ta hay nghe là cho vay ngân hàng, peer to peer lending. À, cái khái niệm đó thì mình sẽ trình bày kỹ hơn ở những cái nội dung liên quan tới fintech. Thì quay lại thì ở đây người được mượn sẽ là cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp có nhu cầu về mặt tài chính trong cái mối quan hệ này thì tổ chức tín dụng sẽ chuyển tài sản để cho người được mượn sử dụng và người được mượn có trách nhiệm hoàn trả lại thì các bạn thấy cũng là basic trong quá trình cho vay cho mượn thôi cho vay là một cái hoạt động tín dụng chúng ta có thể hiểu là cái phương tiện ở đây sẽ là tiền và tiền thì có thể được cái việc cho vay thì có thể thực hiện bởi khá là nhiều dạng ví dụ như là chúng ta cho vay bằng thẻ tín dụng cho vay tiền hoặc là có một cái hình thức khác gọi là thấu chi ngoài ra còn có các dạng cho vay lãi cao ví dụ như là cho vay góp ngày mà các bạn thấy có rất nhiều mà kiểu những người có tiền những người xã hội đen vâng thật sự ở đây cũng đừng có nói là vì sao người ta cho vay nặng lãi này kia các bạn nên hiểu là tín dụng là một cái hoạt động rủi ro và càng rủi ro thì người ta phải bù lại cái rủi ro đó bằng lãi suất cho nên là những người này người ta cho vay rất nhanh nhưng bù lại cho vay nhanh thì cũng sẽ gặp phải những cái vấn đề liên quan tới là rủi ro về mặt mất tiền mất vốn cho nên họ phải cho vay lãi cao Tuy nhiên, vay lãi cao cũng có cái mức độ nhất định quá cao thì sẽ trở thành một cái tội phạm hình sự. Cho nên các bạn lưu ý về cái chuyện này. Các dạng cho vay. Chúng ta có các dạng cho vay sau. Thứ nhất là chúng ta phân biệt cho vay tính chấp và cho vay thế chấp. Cho vay tính chấp là cho vay không có bất kỳ một cái gì đảm bảo cả. Tính là uy tín chấp nhưng thế chấp đó. Các bạn ở đây nên hiểu là tính chấp là chúng ta sẽ thế chấp cái uy tín của mình thế chấp những cái thông tin về lương bổng về khả năng trả nợ vân vân về uy tín tín dụng của mình để mà chúng ta có thể vay tiền còn thế chấp thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tài sản nào đó tài sản có thể là bất động sản hoặc có thể là động sản bất động sản ví dụ như là nhà đất động sản ví dụ như là xe cộ để mà chúng ta có thể thế chân để mà chúng ta vay một cái số tiền nào đó thì cái việc vay thế chấp nó luôn tại sao nó gọi là secure tại vì nó an toàn trong trường hợp mà bị người được mượn người ta nói một cách dân giả đi bị quỵt tiền thì bên cho mượn có thể thanh lý cái tài sản mà được thế chấp đó để mà trả nợ để mà hoàn lại cái số vốn cho nên nó an toàn cái rủi ro nó thấp và đồng thời chính vì rủi ro thấp cho nên lãi suất nó sẽ thấp còn tính chấp thì gần như là chỉ có tính chấp bằng uy tín tính chấp bằng khả năng trả nợ vân vân và vân vân không có bất kỳ một cái tài sản nào để mà thu hồi vốn trong trường hợp mà người được mượn người ta quật tiền hết thì chính vì vậy nên rủi ro nó cao dẫn tới là lãi suất nó cao và đồng thời nó cũng sẽ là insecure không có an toàn cái cách phân biệt thứ hai đó là cho vay tuần hoàn tiếng anh gọi là revolving và thứ hai là cho vay theo dạng kỳ hạn thì cho vay tuần hoàn thì các bạn có thể thấy một cách thông dụng đó là thẻ tín dụng thì cho vay tuần hoàn là sao cho vay tuần hoàn là cho vay gần như là không có thời hạn khi mà chúng ta sử dụng thẻ tín dụng thì chúng ta cứ sử dụng xong rồi tới kỳ chúng ta chỉ trả một cái số tiền theo quy định thôi. Rồi sau đó ngay tức khắc sau khi chúng ta trả tiền xong chúng ta lại tiếp tục có thể rút cái số tiền nữa ra chúng ta xài tiếp. Đó thì các bạn thấy cho vay tuần hoàn nó nó là một cái vòng tuần hoàn dòng dòng, dòng dòng cứ sử dụng rồi trả rồi sử dụng rồi trả, rồi trả rồi sử dụng rồi trả và nó gần như là không có giới hạn. Còn kỳ hạn thì nó sẽ có một cái thời hạn nhất định, ví dụ là cho vay trong vòng 5 năm, cho vay trong vòng 10 năm cho vay trong vòng một tháng cho vay trong vòng 6 tháng thì cái việc mà có kỳ hạn nó giúp cho chúng ta có một cái thời hạn rõ ràng và gần như là cái món vay của chúng ta sau một khoảng thời gian xác định thì nó sẽ trả xong còn cho vay tuần hoàn thì các bạn thấy cứ ra vô ra hô như một vòng tuần hoàn vô tận thì cho vay tuần hoàn là một trong những nguồn lợi khá là lớn của ngân hàng tại vì tín dụng nó cứ chạy đi chạy lại chạy đi chạy lại hoài nó không có sự kết thúc dẫn tới là ngân hàng sẽ thu lợi khá là nhiều trong khi cho vay có kỳ hạn thì các bạn thấy là lợi nhuận trong một khoảng thời hạn nhất định thôi À, ờ, tuy nhiên thì thật ra nói cho vay thường hoàng là ngân hàng thích nhưng ngân hàng cũng cũng là rất là ưu tiên về cho vay kỳ hạn tại vì cho vay kỳ hạn nó sẽ có cái mức độ an toàn nhất định về mặt tín dụng về mặt nguồn vốn chứ cho vay tuần hoàn thực sự đôi khi nợ xấu cũng khá là cao rồi chúng ta có một số cái sản phẩm là cho vay thông thường nè thẻ tín dụng nè thấu chi và báo thanh toán thì chúng ta cùng tìm hiểu lướt qua một số các bốn sản phẩm này thì đầu tiên là cho vay thông thường thì các bạn cũng dễ hiểu rồi có những dạng cho vay tiêu dùng cho vay mua nhà mua xe các hình thức vay rất là đơn thuần thì ở đó ngân hàng chỉ là căn cứ vào cái nhu cầu vay căn cứ vào cái tài sản đảm bảo căn cứ vào cái tín dụng của khách hàng để mà cho khách hàng vay một số tiền nhất định để mà tiêu dùng để mà xử lý mua sắm rồi thẻ tín dụng thì thẻ tín dụng thực ra đó là một dạng khá tương tự trong vay tiêu dùng thôi. Thì ngân hàng sẽ cho khách hàng một cái hạn mức tín dụng để mà có thể sử dụng được một cách dễ dàng. Thứ ba là thấu chi. À, thấu chi là một hình thức mà chúng ta có thể sử dụng cái số tiền trong tài khoản thanh toán của chúng ta vượt quá hơn số tiền mà chúng ta có. À, thì bản chất thì thấu chi nó cũng là một dạng vay. Tại vì khi mà các bạn sử dụng vượt hơn số tiền mà các bạn có thì chắc chắn là đó là một hình thức các bạn mượn tiền của ngân hàng rồi nhưng mà ở đây có một cái vấn đề là thường là thấu chi người ta sẽ cấp cho những cái doanh nghiệp để mà trong trường hợp mà để mà người ta xử lý cái dòng vốn lưu động của người ta để mà ví dụ như là người ta trong một ngày người ta lưu thông hàng hóa tiền bạc thì người ta đảm bảo được cái dòng tiền vốn để mà mua trả tiền cho nhà cung cấp để mà sản xuất kinh doanh thì sau khi mà trong một khoảng thời gian ví dụ một tháng ví dụ một hoặc là cuối ngày khi mà tiền mua tiền kinh doanh về thì người ta sẽ trả về trả lại cái thấu chi đó để mà cái dòng tiền nó dương trở lại thường thấu chi được đại diện trong cái hệ trong cái tài khoản nó là cái số tiền âm đó thì thấu chi là một cái hình thức khá là thông dụng cho đối với các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh doanh nghiệp uh, mua sắm và đặc biệt trong thời hiện tại, đại á, thì còn có các doanh nghiệp liên quan tới mà trung gian thanh toán cũng sử dụng cái thấu chi này rất là nhiều ở bao thanh toán ở bao thanh toán á, thì tức là sao tức là ngân hàng sẽ đứng ra mua lại cái khoản phải thu của một cái tổ chức một doanh nghiệp nào đó Tại sao sinh ra cái hình thức bao thanh toán này? Tại vì ví dụ như là các bạn thấy có rất là nhiều doanh nghiệp người ta cần cái dòng vốn kinh doanh tuy nhiên là để mà có đầy đủ cái dòng vốn kinh doanh sau khi người ta đã bỏ vốn ra để mà sản xuất để mà làm đầu tư cái gì đó thì người ta phải chờ khá là lâu ví dụ người ta phải chờ một tháng hai tháng để mà thu hồi cái dòng vốn đó về dẫn tới là tiền đâu mà doanh nghiệp người ta có thể sản xuất kinh doanh từ đó ngân hàng mới sinh ra cái khái niệm bao thanh toán này ngân hàng sẽ đứng ra mua lại cái khoản phải thu đó rồi ví dụ như là uh, khách hàng bỏ ra dòng vốn hoặc là đầu tư hay là cái một cái gì đó để mà làm hàng để mà làm sản xuất kinh doanh rồi ví dụ một tỷ đi thì bây giờ để mà hồi vốn về á, thì phải chờ ví dụ hai tháng rất là lâu mà trong khi bây giờ cần 1 tỷ để mà tiếp tục sản xuất kinh doanh chứ thì bây giờ ngân hàng sẽ mua lại một cái 1 tỷ đó và ngân hàng sẽ đưa lại cho cái tổ chức đó 1 tỷ có thể là đôi khi chúng ta trừ những cái lãi suất hoặc là trừ những cái phí dịch vụ rồi cái việc thu tiền 1 tỷ đó sẽ do ngân hàng đi thu tiền của phía khách hàng của cái đối tác mà được bao thanh toán đó đó thì các bạn thấy là giúp cho doanh nghiệp có thể sử dụng dòng tiền một cách linh hoạt và tăng cường cái cái lực sản xuất kinh doanh liên tục liên tục liên tục thì về mặt tín dụng các bạn thấy hầu như nó đều cung cấp những cái nguồn tiền để mà giúp cho tổ chức cá nhân để mà thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động tiêu dùng vân vân thì các bạn thấy thì tín dụng bên cạnh cái kênh đầu ra cho ngân hàng thì tín dụng cũng giúp cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp gì đó vân vân đều có thể có những cái nguồn tiền để mà thực hiện các công việc về sản xuất kinh doanh về tiêu dùng về thực hiện bất kỳ một cái gì đó trong video clip tiếp theo hai lúa sẽ nói về những cái phương thức vận hành trong quá trình mà xét duyệt tín dụng trong quá trình vận hành tín dụng kiểm tra quản lý tín dụng chúc các bạn thành công